Hello anh chị, chào mừng chị đã quay trở lại với bản tin thị trường của chúng ta ngày hôm nay, phiên giao dịch ngày 16 tháng 11. Ngày hôm nay thì là một phiên đáo hạn phái sinh và cái tính chất của cái phiên này thì chúng ta cũng đã biết rồi, đều là những cái phiên giao dịch rất là chán nản và thường nhà đầu tư tổ chức họ cũng không chơi quá nhiều, họ cũng không giải ngân quá nhiều ở trong những cái phiên dạng như này. Đấy, thì ngày hôm nay chúng ta có thể thấy là thị trường vẫn được kéo cuối phiên với cái mức tăng là khoảng tầm 3 điểm sau khi test về cái đường MA200 với một cái thanh khoản thấp Ngày hôm nay thì tổ chức họ không giao dịch nhiều nên nên là cái thanh khoản nó thấp là chuyện đương nhiên thôi, đúng không ạ? Thì với cái việc mà thị trường của chúng ta nó đang đậu trên MA200 và nó test lại với thanh khoản thấp như này thì trong cái giai đoạn tới thị trường của ta nó sẽ có những cái xu hướng vận động như thế nào và những cái nhóm cổ phiếu nào thì anh chị sẽ cần quan tâm ở trong cái thời điểm sắp tới thì tất cả sẽ có trong video của em ngày hôm nay anh chị ha. Ok, đầu tiên chúng ta cũng sẽ cùng nhìn qua về thị trường. Ngày hôm nay thì các chỉ số em đánh giá là cũng khá tốt. Khi mà thị trường cuối phiên tăng nhẹ 3 điểm và được kéo lên rất mạnh cho cảm giác mất hàng đối với nhà đầu tư họ bán ra trong ngày hôm nay thị trường linh sinh cả phiên lượng linh sinh cả phiên và đã có lúc xuống thấp nhất là khoảng 1115 sau cuối phiên thì kéo lên họ kéo lên rất là mạnh về cái chỉ số mua bán của nước ngoài thì ngày hôm nay vẫn là cái sự bán ròng với những cái mã cổ phiếu như Vinhome Vinamilk hay là MWG đều là những cái mã cổ phiếu nó để nó cân đối lại những cái chỉ số phái sinh mà thôi Đúng rồi. Anh chị có thể thấy được rằng ngày hôm nay Cái chỉ số phái sinh chúng ta có thể thấy được Là một ngày chốt hợp đồng của tháng 11 Và chuyển sang là hợp đồng của tháng 12 Thì ngày hôm nay chúng ta có thể thấy được rằng là Nước ngoài họ đúng không? họ bán và họ uh, chốt lời các vị thế Và họ sọt các vị thế, họ đóng các vị thế Để họ chuyển sang long dòng của tháng 12 Đúng không ạ? 10.000 hợp đồng long đấy Ngày hôm qua thì uh, chúng ta có cái số liệu của tự doanh là mua dòng khoảng tầm hơn 500 tỷ Đấy, nước ngoài ngày hôm qua cũng mua dòng Đấy, thì trong cái video ngày hôm qua em cũng đã nhận định là thị trường là một cái phiên giao dịch bình thường chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều và cái việc phiên của ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ kiên nhẫn để tìm điểm mua Đấy, thì ngày hôm nay khi mà buổi sáng thị trường lình sinh đỏ như này sẽ là cái cơ hội khá là tốt để anh chị nào chúng ta chết đinh tê cộng chúng ta có thể là mua những cái điểm mua ngắn và những cái điểm chết đinh ngắn cho anh chị nào chúng ta chưa mua được kịp những cái mã cổ phiếu khi mà thị trường ở dưới thấp, đúng không? thì buổi sáng nay thì em cũng có đưa ra một số những cái mã cổ phiếu để anh chị có thể là tham khảo về cái điểm mua. Và chúng ta vẫn tập trung vào những cái nhóm như là bất động sản này, ngọn thủy sản, một số cổ phiếu khác trong nhóm ngành xây dựng. thì tất cả những cái nhóm uh, cổ phiếu nhóm bất động sản ngày hôm nay như là PDR, đất xanh hay là đích đều về những cái điểm mua và ANV thì cũng về điểm mua. Đó. và cuối phiên thì những mã cổ phiếu này nó đang thể hiện cái sức mạnh khá tốt. ANV thì theo như phân tích của chúng ta khi mà nó đã test về với cái thanh khoản nhỏ, đúng không ạ? thì hai phiên sau nó đều tăng với một cái thanh khoản nó lớn hơn, nó cho thấy được rằng là dòng tiền đang vào gom dần cái mã cổ phiếu này để đánh lên. Đấy, thường những cái mã cổ phiếu mà nó chưa tăng mạnh về những cái vùng cảm, giống như là những cái nhóm uh, quen thuộc của thị trường, giống như là thép, giống như là đất xanh, đấy thì nó sẽ có những cái trạng thái đó là đánh lên nhưng mà đánh lên theo kiểu từ từ anh chị nhé. để khi những cái nhóm như là bất động sản hay là thép nó có sự điều chỉnh thì dòng tiền nó lại sẽ luân chuyển sang những cái nhóm này để diện nó giữ cho dòng tiền nó không thoát ra khỏi thị trường Đấy, dòng tiền nó không thoát ra khỏi thị trường nên là những cái nhóm này nó sẽ lên và nó sẽ lên chậm nó không nó sẽ không lên nhanh anh chị nhé Đấy, tại sao chúng ta lại lựa chọn anv bởi vì idi ngày hôm qua nó có cái sự mở gác nên em đánh giá là không cao nên là ngày hôm qua em đã báo anh chị trong nhóm là chúng ta mua anv ở cái phiên ngày hôm qua thì hiện tại cũng đang lãi khoảng tầm hai ba phần những cái mã cổ phiếu như là đất xanh hay là đích thì chúng ta cũng đã có mua ở những cái vùng bên dưới này rồi Đấy, hiện tại lợi nhuận vẫn đang rất là tốt Và đây chỉ là những cái điểm mua muộn cho những anh chị nào chúng ta chết đinh thôi Đúng không ạ? Chết đinh thôi Thì uh, cuối phiên những cái mã này nó cũng đang tăng lại rất tốt Như là đích, đúng không ạ? Nó còn vượt lại cái kháng vượt cái đỉnh hiện tại mà nó uh, cao nhất là 25.87 này nó Hôm nay nó cũng đóng cửa vượt đỉnh rồi Và thanh khoản và cũng khá tốt Thì em đánh giá đây là những cái điểm mua buổi sáng là những cái mua điểm mua T cộng khá là tốt Khi mà nó điều chỉnh và nó đi ngang 3 phiên Đúng không? Và một mã cổ phiếu nó mạnh nhất ở thời điểm hiện tại của nhóm bất động sản đó là cổ phiếu PDR Thì cổ phiếu này là một cổ phiếu có cái dòng tiền vào cực kỳ mạnh Và khi mà lên cản nó cũng điều chỉnh và chứng lại hai phiên với cái thanh khoản điều chỉnh nó ở mức trung bình Đúng không? Ở mức trung bình Và buổi sáng nay thì nó cũng có cái sự co giật Buổi chiều nay nó cũng có, có những cái sự co giật Đúng không? Nó có, có, những cái sự co giật và co giật về giá đỏ Đấy, co giật về giá đỏ thì hôm nay thì cũng có báo anh chị là chúng ta mua PDR có mua thêm PDR bổ sung vào nhóm bất động sản thì cuối phiên thì PDR vượt đỉnh cũng là một cái tin khá là tốt ờ, thì với cái vận động này của cổ phiếu đúng không? thì khả năng rất cao là trong cái khoảng thời gian sắp tới những cái mã cổ phiếu này nó sẽ có cái sự vượt đỉnh đúng không ạ và hai nhóm đang có cái xác suất vượt đỉnh ở thời điểm này đó là nhóm thép và nhóm bất động sản khi mà dòng tiền vẫn đang ở trong nhóm này và chưa có cái dấu hiệu thoát ra đó và với cái sự đồng thuận của nhóm xây dựng ngày hôm nay chúng ta có CTR đúng không ạ tăng trần Đấy, chúng ta có những cái mã cổ phiếu dạng như là LC đấy, hoặc là những cái mã cổ phiếu như BFC đấy, đây là những cái mã cổ phiếu nó báo hiệu cho nhóm cho nhóm ngành ví dụ như là BFC chúng ta có phân bón thì chúng ta hãy đẩy ý sang DCM và DPM đấy, ngày hôm nay cũng có mức tăng rất tốt và những cái mã cổ phiếu này đều là những cái mã cổ phiếu nó chưa tăng đến những cái vùng kháng cự mạnh thì anh chị nào có chúng ta nên nắm giữ thôi đúng không ạ hoặc là chúng ta mua mới của ngày hôm nay đều ổn cả DCM DPM đấy, nhóm trứng thì có VIX đúng nhóm chứng thì em chỉ ưu tiên VIX thôi bởi vì thứ nhất vượt kháng cự rồi đúng thứ hai là nó còn cách kháng cự trên nó là một cái khoảng cũng khá là đủ để anh chị có một cái nhịp T cộng đấy khá đủ để một nhịp T cộng khoảng tầm 9 đến 10 trước khi mà nó gặp rung lắc đấy thì tổng quan lại thì nói chung là ngày hôm nay là một cái phiên giao dịch em đánh giá là một phiên đáo hạn phái sinh nó khá là ổn đúng không ạ? Nó khá là ổn khi mà nhà cái liên tục 1 hai 3 bốn phiên rồi đều kéo cuối phiên nó cho chúng ta cái cảm giác mất hàng. Đấy, nếu như anh chị nào chúng ta bán được cái phiên ngày hôm qua, chúng ta thấy được là gì ạ? À? à, bán đúng đỉnh rồi, ngày hôm nay chúng ta lại thấy nó hồi chúng ta tiếc thì chắc chắn rồi, chúng ta không nên có những cái cảm xúc như vậy anh chị nhá. Chúng ta bán hôm qua rồi thì chúng ta sẽ cần địa à? tìm lại cơ hội trong cái những cái phiên ngày hôm nay với những cái mã cổ phiếu khỏe Đúng không ạ thì trong uh, nhóm thì em cũng có báo anh chị những cái mã cổ phiếu rất là khỏe gọi nhóm bất động sản nhóm thủy sản hay là nhóm xây dựng đó ngày hôm nay tiền vào cũng rất là tốt đấy và cuối phiên thì cũng có báo anh chị là chúng ta nếu mà chúng ta muốn mua cuối phiên thì anh chị có thể là mua thêm BSR đúng không ạ bởi vì nhóm dầu khí đều là những cái nhóm mà nó hiện nó chạy sau đúng không ạ nó chạy sau nó điều chỉnh trước và hiện tại hôm nay thì như PVD này nó cũng đã có một cái phiên hồi phục sau hai phiên điều chỉnh PVS này đúng không ạ? Cũng đã có phiên hồi phục sau hai phiên điều chỉnh nhưng những cái mã cổ phiếu này nó đã lên đến gần đỉnh rồi. Đúng không? Thì PSR sẽ là một cái sự lựa chọn khá là an toàn khi mà nó chưa đến những cái vùng cản mạnh của nó. Đúng không ạ? Từ đây lên đây vẫn đủ một cái nhịp tế cộng khoảng tầm 5 6% cho chúng ta. Đó, ngày hôm nay có một cái cây test cung rút chân khá tốt ở dưới MA20 và MA10 thì cũng đang chuẩn bị cắt lên đúng không ạ? Đã cắt lên rồi thì đây là một cái tín hiệu khá là tốt thì anh chị có thể là mua. Thì tất nhiên rồi, đây cũng chỉ là những cái điểm mua chết đinh dành cho những anh chị mua sau. Và mua sau thì chúng ta sẽ cần gì ạ? Sẽ cần phải quản trị rủi ro, sẽ cần phải phân chia lại cái danh mục và cái lượng mua của chúng ta. Ví dụ ở dưới này chúng ta có thể là mua tầm trăm nghìn cổ phiếu chẳng hạn nhưng mà lên đây chúng ta chỉ mua khoảng tầm 10 đến 15 nghìn cổ phiếu thôi. Đấy, hoặc là căng nhất là 30.000 cổ phiếu nó kiểu như là mua 1 phần 3 anh chị thì nó sẽ có cái mức độ an toàn đúng không ạ nếu anh chị ôn in ở cái vùng này mà thị trường chẳng may gặp một cái gì một cái diễn biến xấu thì cái khả năng lỗ của chúng ta nó sẽ rất cao và cái những cái những cái lượng lỗ nó sẽ lớn vậy nên là càng lên cao chúng ta sẽ càng phải mua ít nó cũng giống như là cái hình tam giác đúng không ạ nó cũng giống như là chúng ta có một cái hình tam giác như này Đấy, chúng ta phân bổ NAV ra thì càng ở dưới đúng không ạ, chúng ta sẽ mua được càng nhiều và càng lên trên thì chúng ta sẽ cần phải mua ít trở lại, đúng không Chúng ta cần phải quản trị rủi ro. Và cái bài học này nó xuyên suốt trong tất cả những cái quá trình đầu tư của chúng ta chứ không phải là đến thời điểm này đúng không ạ, khi mà thị trường lên rồi thì chúng ta mới mới nói chuyện với nhau uh, những cái câu chuyện đó. Đấy, thì những cái diện những cái rủi ro của thị trường chắc chắn nó sẽ không bao giờ chúng ta có thể là đoán trước được bởi vì nó là những cái biến số. Thì Uh, anh chị cũng cần phải để ý trên này nó là một vùng cản của thị trường là một vùng 1150 đúng không ạ? 1140 1150 lên đây khả năng rất cao thị trường của chúng ta nó sẽ có cái sự rung lắc. Vậy nên tốt nhất là thị trường của ta nó lên đi gì ạ? Nó đi uh, sideways ở trong cái biên này và gần đến cái cạnh mây nó bật lên. Đấy, gần đến cái cạnh mây này hoặc là cái nó bật lên theo cái cạnh mây này sẽ là gì ạ? Sẽ là cái điểm tốt nhất chứ nó đừng phi một phát thẳng lên để nó đừng phi một phát thẳng lên đây thì nó sẽ gặp rất nhiều những sự rung lắc mà một khi đã phi thẳng lên thì rung lắc nó sẽ mạnh hơn là gì ạ? vừa đi ngang vừa xử lý cả đấy thị trường cứ đi ngang là được rồi cổ phiếu nó vượt đỉnh là được rồi đúng không ạ thị trường cứ đi ngang mà cổ phiếu nó cứ vượt đỉnh là chúng ta ok rồi đấy anv đúng không ạ đấy thì nói qua một số nhóm ngành thì anh chị có thể quan sát là nhóm chứng khoán thì có vix anh chị nhá có vix con này thì vẫn còn những cái điểm mua T cộng khi mà nó điều chỉnh lại cái vùng giá là 16.4 Là anh chị có thể là quan tâm được Còn SSI hay là SHS Thì tất nhiên nó chưa lên cả Nhưng mà đây nó thường là những cái mã cổ phiếu nó khá là nặng Nó khá là nặng, nó giống như HPG thép ấy Thuộc dạng hàng không mẫu hạm rồi Nó khá là nặng Nên là nếu mà chúng ta chơi thì thép nên chọn à, Hoa Sen hoặc Nam Kim Gọi trứng chúng ta nên chọn VIX này, FTS này đúng không? Hay là BSI đều là những cái mã cổ phiếu nó khá là nhẹ và đánh rất là bay, Đó. hoặc là nhóm uh, bất động sản. Đấy, ngày hôm nay chúng ta có mã cổ phiếu sale khi mà hàng phát hành thêm về đấy, thì ngày hôm nay sale giao dịch với một cái thanh khoản rất là lớn gần như là kỷ lục từ lúc nó lên sàn đến bây giờ. Đúng không? Thì con này nó uh, nó có một tổ chức đằng sau đúng không? đứng ra bảo trợ và nó hút hết ngày hôm nay những cái lượng cổ phiếu mà mọi người bán ra. Đấy, thì những cái buổi trước em có bảo với anh chị là chúng ta sẽ không tham gia cổ phiếu sell ở trong thời điểm hiện tại bởi vì nó sẽ mang tính chất may rủi khi mà cung cầu của chúng ta nó không đong đếm được đấy, ngày hôm nay có thể là nó giảm mạnh hoặc có thể là nó tăng mạnh nhưng ngày hôm nay nó đã tăng mạnh thì sẽ là một tín hiệu tốt đúng không khi mà nó tăng mạnh như này rồi và nó cân bằng trở lại đấy, cái lượng hàng ngày hôm nay mua về mà nó điều chỉnh trở lại với cái von thấp dần thì hoàn toàn là chúng ta có thể tham gia lại đúng không chúng ta cũng đã cùng tham gia ở cái giai đoạn này đây khi mà có cái tin là sẽ phát hành thêm đúng không ạ Đấy, sẽ có, sẽ phát hành thêm và uh, cổ phiếu nó cũng bị đè một khoảng thời gian rất là dài khoảng tầm một hai tuần Nên là một hai, là hai tuần khủng khiếp với những anh chị nào chúng ta cầm sell đấy, nó cứ giảm cứ giảm cứ giảm thôi trong lúc đấy thì thị trường của chúng ta nó đang rất là ok đấy, và chúng ta sau khi mà nó diện nó ổn định lại cung cầu đúng không ổn định lại cung cầu ở cái giai đoạn này thì chúng ta tham gia ở cái cây này đấy, anh chị nhớ ạ? chúng ta tham gia đúng cái cây ngày 11 tháng 8 và sell lúc đấy gì ạ đấy, nó tăng 30% trong 3 phiên 30% trong 3 phiên anh chị nhé nó tăng 30% trong 3 phiên. Đấy. Thì uh, khi mà ở cái thời điểm mà hàng về này, đấy nó cũng là một cái biến động lớn thì chúng ta sẽ chờ đợi cân bằng thôi, không vấn đề gì cả. Đúng không ạ? Đấy, đấy, là bất động sản thì em đánh giá là là sale thì có thể tham gia lại được khi mà nó cân bằng và cái cản của nó cũng vẫn còn cách xa, vẫn còn dư địa để chúng ta có thể đánh tê cộng. nhóm bất động sản rất khỏe anh chị nhé Bất động sản rất khỏe. Đích sale, đất xanh. PDR đúng không? và một cái tên nữa là Novalen cũng rất còn rất nhiều dư, dư địa ở trên những cái vùng trên này. Đấy. Thì em thì em không lựa chọn những cái dạng như là Novaland này bởi vì um, nó cũng do tính cách của môi giới hay là, hoặc là uh, những cái uh, diện những cái vận động của cổ phiếu thì cái con này em không ưu tiên bằng bằng PDR. Đúng không? PDR nó khỏe nó vượt đỉnh nó đánh thanh thoát hơn hay là đích nó đánh cũng thanh thoát hơn đất xanh. Đấy, đánh cũng thanh thoát hơn thì chúng ta chọn thôi nhưng con vhc này ngày hôm qua thì tăng mạnh nhưng hôm nay thì cái nến nó cũng không được tốt bởi vì con này bản chất là nó hơi bo cung anh chị nhá nó hơi bo cung Đấy, nên là em chốt lại thì em mới chọn con anv đánh nó thanh thoát hơn đúng đánh nó thanh thoát hơn tăng với thanh khoản uh, cao so với mặt bằng chung của cái giai đoạn mà nó hồi phục là một điều rất là tốt rồi Đấy. Đấy, ok thì khả năng ngày mai thì thị trường của chúng ta nó sẽ tiếp tục nó có cái sự hưng phấn vào đầu phiên Đấy. thì cái sự hưng phấn này sẽ là một cái điểm tốt khi anh chị nào chúng ta chết đinh chúng ta bán ra và sau uh, điều chỉnh chúng ta mua lại là một điểm rất tốt còn anh chị nào mua mới thì nên mua từ hôm nay rồi còn ngày mai thì khả năng sẽ rất là ít cái điểm mua anh chị nhá ngày mai sẽ là những cái điểm gồng và những cái điểm chốt lời ngắn hạn với những cái mã cổ phiếu đạt target thôi đúng không ạ đạt target là chúng ta chốt bớt chứ không phải là gì chúng ta bán hết để chúng ta có thể là giữ những cái vị thế tốt đúng không ạ như là hhv hay là vcg em báo anh chị nhóm khách hàng là mua từ bên dưới này hiện tại đã chốt hết đầu, đúng không? mới chỉ bán 50% và gì ạ? và khi mà nó điều chỉnh lại thì chúng ta cover chúng ta mua thêm đấy vcg ngày hôm nay cũng rung lắc cả phiên nhưng mà cuối phiên lại xanh điểm khá là tốt. Đấy, khi nào nó lên trên những cái vùng fibonacci trên này này, những cái vùng cả này thì chúng ta chúng ta mới bán đúng không ạ? Như hhv cũng thế, kéo fibonacci ra là thấy ngay đúng không ạ? Đấy, khi nào nó lên đến những vùng trên này thì chúng ta bán thôi hiện tại nó vẫn đang tích lũy ở vùng cản với thanh khoản thấp là chuyện rất là tốt Đó, ok thì nhìn chung tổng quan lại với thị trường em đánh giá ngày hôm nay là phiên đáo hạn phái sinh uh, êm đẹp đúng không ạ êm đẹp và uh, thị trường thường nó kéo cuối phiên ở những cái giai đoạn này nó uh, nó mục đích chính của nó là dụ cầu vào đúng không ạ khi nào mà cầu vào mà thanh khoản to đúng không ạ cầu vào và thanh khoản to Đấy, thị trường đánh thẳng lên 1150 lúc đấy chúng sẽ là những lúc mà chúng ta có thể là ra hàng gọi chúng ta có thể là ra hàng và ra khá khá đấy anh chị nhá ra khá khá đấy ra hàng khá khá để chúng ta có thể là làm vòng mới hoặc nếu khi thị trường của chúng ta điều chỉnh thì chúng ta cũng gì ạ? cũng đã chốt lời được rồi đó anh chị nhá thì đây nó đang trong cái quá trình dụ cầu đúng không dụ cầu thì ở những quá trình dụ cầu là những cái là những cái quá trình mà nó đang rất là nghi ngờ thị trường đang rất là nghi ngờ và không ai dám mua nhiều không, không ai dám bán nhiều càng sợ nó càng tăng Đúng không? nên là cứ phải tranh thủ là mua đỏ bán xanh ở đây anh chị nhá và cái chiến lược của chúng ta thì vẫn xuyên suốt rồi kể cả từ trong cái phiên ngày hôm qua trong những cái khớp những cái những cái chiến lược của chúng ta ngày hôm qua anh chị nào có vị thế giá mua tốt thì tiếp tục nắm giữ không bi quan ở những cái phiên thị trường đỏ anh chị chất đinh ngắn có lãi thì chốt theo kỳ vọng anh chị kẹt hàng thì chúng ta sẽ cơ cấu các ở các điểm hồi của cổ phiếu vẫn tiếp tục là diện là xanh mở gác thì chúng ta bán đỏ chúng ta sẽ mua lại không bi quan trong các phiên đỏ không hưng phấn mua đuổi trong các phiên xanh đúng không ạ các điểm mua t cộng gần đây đều lại đấy thì cứ chiến lược này mà chúng ta giao dịch thôi đúng không ạ thị trường giao dịch khó chịu như này thì chúng ta cứ đỏ mua gì xanh bán đấy thì thì đấy là cái chiến lược hiện tại nó đang rất là phù hợp với thị trường ở giờ, thời điểm này thì khi mà thị trường của ta nó đã dụ cầu xong và nó đánh lên thì sẽ là cái lúc mà chúng ta sẽ chốt lời anh chị nhá sẽ là lúc chúng ta chốt lời Đấy, cái vùng cản 1150, 1155 này em đánh giá sẽ là cái vùng cản thị trường sẽ gặp rung lắc mạnh và lên đến đây chúng ta sẽ chốt và trong khi mà nó rung lắc ở trên cái vùng cản này nếu nó rung lắc với những cái tín hiệu tốt những cái lực bán không nhiều những cái phiên phân phối nó không xảy ra quá nhiều đúng không ạ những cái phiên bị bán với von lớn nó không xảy ra thì khả năng rất cao thị trường của ta nó sẽ chinh phục những cái mốc bên trên thì lúc đấy chúng ta lại mua tiếp đúng không ạ chúng ta lại mua tiếp thôi đó ok thì đấy là video nhận định thị trường ngày hôm nay và nội dung ngày hôm nay muốn chia sẻ đến anh chị và anh chị nào chúng ta cảm thấy video hay thì có thể là cho em xin một like một đăng ký kênh cũng như là một nút chuông thông báo và anh chị nào chúng ta thấy cái chiến lược của em nó phù hợp và muốn về làm khách hàng của em minh thì có thể liên hệ với em minh vào cái số điện thoại bên dưới màn hình thì anh chị có thể liên hệ qua zalo nhá thì lúc đấy em sẽ tư vấn cho anh chị kỹ càng trong cái nhịp t cộng sắp tới thì chúng ta vẫn còn rất nhiều cổ phiếu để mua Đấy, hiện tại những cái mã cổ phiếu bất động sản hay là thủy sản chúng ta mua đều đang lãi, đấy, đều đang lãi anh chị nhé. kể cả DCM chúng ta cũng đã đã chốt rồi, đã chốt giá cao ngày hôm qua và lại lợi nhuận khoảng tầm 10%. Dình đỏ vẫn có thể là mua lại được, đúng không? đấy nhưng mà hiện tại thì nên tập trung vào bất động sản đã đấy khi mà nó đang còn kéo thì chúng ta diện còn phải diện cái kiếm ở những cái mã này đã, những cái mã sau uh, khi mà thị trường của chúng ta nó đánh hết vòng của những cái nhóm lớn thì chúng ta sẽ sang sau. OK đó thì xin chào và tạm biệt anh chị chúc anh chị một buổi tối vui vẻ bye bye